Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô nguyệt quế lá sắn bông chùm. Nay về được 4 cây phôi với mấy cây thành phẩm nha anh chị. Đó, anh chị nào muốn chơi phôi thì mình chơi phôi, nào muốn mua thành phẩm mình chơi thì mình chơi ha. Này giá cũng rất là hữu nghị cho mình luôn. Mã số đầu tiên là 40. Cây này mới bứng nha anh chị. Đó, cây rất là to, đế cũng khá là đều luôn. Mã số 40. Rồi hoành luôn em ơi. Cốt cành khá là đẹp ha. Đế già cây lắm rồi. Hoành 37. Chiều cao 66. Đường kính bầu 50. Cây rất là to nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn. Đã, 1,5 triệu. Em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là mã số 41. Cây cũng rất là khủng nha anh chị. Đế đều đẹp lắm. Nè, chưa làm sâu xuống nữa ha. Nè, đế đều gan hết trơn. Cây này già, cây lắm già ha. Hoành 30. Hoành 30, bầu khá là to và nặng. Chiều cao 81. Chiều cao 81. Đường kính bầu 53. Rồi cây mã số 41, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1,3 triệu thôi. Em bao ship luôn, 1,3 triệu. Rồi tiếp theo. Mã số 42 nha anh chị. Đó, cây cũng to lắm rồi. Bệ đế cầu quanh. Quanh 34. Chiều cao 1,05 m. Chiều cao 1,05 m. Đường kính bầu 55. Mã số là mã số 42. Rồi cái này em để rẻ anh chị 1,2 triệu anh chị ơi. Báo ship tặng nhà cho mình luôn ha, 1,2 triệu thôi. Báo ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 43. Mã số 43. Ồ. Cây này bệ đế cũng đẹp lắm nha anh chị. Thành thú luôn ha. Rồi. Bệ quá trời bệ luôn. Quanh 35. Quanh 35. Chiều cao 55. Chiều cao 55. Đường kính bầu 54. Đường kính bầu 54. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn, 1,5 triệu. Rồi tiếp theo là những cây nguyệt quế cơ bản chơi được hết trơn nha anh chị. Sống khỏe thường chậu ha. Cái này em không ship chậu cho mình. Này nữa ra bông là đầy ngạt cây luôn nha anh chị. Mã số đầu tiên, mã số tiếp theo là 44. 44. Rồi quay đi. Đó, mấy cái này mấy chỗ này là mấy cái sẹo cũ ngày xưa ha. Sức keo rồi hết rồi. Rồi hoành luôn em ơi. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41, mã số 44. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu thôi anh chị ơi, bao ship luôn ha. Này em bao ship đóng khung đàng hoàng cho anh chị nha anh chị. Mã số 44. Rồi, tiếp theo mã số 45. Anh chị nào mà dân sân vườn nhỏ thì chơi mấy cây mini như vậy nha anh chị. Đó, cốt cành đều gan hết trơn rồi. Cái này là cái mặt sẹo của nó hồi xưa thôi, nhưng mà nó kéo hết trơn nè. Cho đó anh chị yên tâm á, đừng không sợ bể nó nha chị. Nó kéo lại nửa bít này luôn á. Chị nuôi tốt là kéo bít luôn á. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Mã số 45. Mã số 45 ha. Rồi nó có cái sẹo cho đó nên để rẻ anh chị 750 anh chị ơi. Bao ship luôn, cực kỳ mềm nha. 750 ngàn. Rồi tiếp theo. Mã số 46. Mấy cây này nhỏ mini khá 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 không nè anh chị. Đó. Đế cũng đẹp nha anh chị. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 48. Đường kính bầu 35. Rồi mã số là 46. Rồi cây này 950 rồi anh chị ơi, bao ship luôn, 950 ngàn. Rồi tiếp theo. Mã số 47. Mã số 47. Cây này tàn cũng đẹp lắm nha anh chị. Tàn ủm luôn. Đây vì cái miếng sẹo hồi xưa thôi. Nó kéo lại hết trơn ha. Tàn ủm ủm luôn. Cây khá là đẹp luôn. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 45. Đường kính bầu 34. Rồi cái này để gán chị 800 ngàn thôi chưa. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. 48. Cây này đẹp nè anh chị.
này về vô cái chậu đẹp cũng đẹp ha. Này em không bao cái chậu anh chị, này dở lên cái chậu nó ăn hết trơn rồi. Còn này cái mặt sẹo chưa xử lý keo hết rồi. Hoành 24, chiều cao 52, chiều cao 52, đường Vũng Tàu 36. Rồi mã số luôn em ơi, mã số 48. 48. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 luôn nha anh chị, bao ship tặng nhà luôn ha. Cây khá thân mềm ha. Rồi tiếp theo, mã số 49. Đó. Cái này song thủ ha. Song thân. Tàn đều gan hết trơn nha anh chị. Đó, này nó ra bông là dày đặc cây luôn ha. Này em đo một thân cho anh chị coi ha. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 54. Chiều cao 54. Đường Vũng Tàu 35. Cái tàn. Cái tàn 63. Rồi cây mã số 49. Rồi cây này thì để cho cô chú anh chị 1 triệu 2 luôn chị, bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Đóng khung đàng hoàng cho anh chị nha. 472. Cây này thì có cái mà cái cành hồi xưa đó, nó có một lỗ này nhưng mà sành hết rồi ha. Củ đế rất là đẹp luôn. 472. Hoành 20. Chiều cao 39. Đường kính bầu 25. Cây đẹp ha. Rồi cái này 400 ngàn chứ, bao ship tặng nhà luôn. 472. 473. 473. Đó, trên là cốt cành đều ha anh chị. Ở dưới là đế nè. Hoành 19 rưỡi. Hoành 19 rưỡi. Chiều cao 1m06. Đường kính bầu 33. Đế rất là đẹp nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 500 ngàn thôi, để rẻ luôn, bao ship luôn nha anh chị. 476. Củ đế. Hoành 25. Chiều cao 45. Đường màu 31. Rồi 476, cây này cũng 500 ngàn chứ, bao ship luôn. Bốn bảy tám già nu cảnh cho nghe gì. Hoành 16. Chiều cao 88. Đường kính bầu 33. Rồi 478, cái này 400 ngàn thôi chị, để rẻ luôn, bao ship luôn. Cái này vẫn bay ha. 479. Bông. Đó, chắn bài cực kỳ đẹp nha anh chị. Bệ cũng đẹp luôn ha. Hoành 26. Chiều cao 70. Đường kính bầu 37. Rồi cái này 550 anh chị ơi, bao ship luôn. 479. 481. 481. Ôi cái này nhìn cái bệ để chùm luôn ha. 481. Đi trên đây nè. Hoành 23. Chiều cao 55. Đường kính bầu 44. 481. Quá trời cái bệ luôn ha. Rồi cái này giao lưu anh chị 550 thôi. Bệ đẹp anh chị, 550 ngàn. Lưu với cô chú anh chị cái lô nguyệt quế lá sắn bông chùm anh chị. Đó. Cây này thuần mô hết trơn ha anh chị. Nè, rễ tơ rất là nhiều luôn ha. Đó. Cây này khá là đẹp anh chị, dáng bay có dáng chi tay đầy đủ hết rồi. Mã số 355. Mã số là 355. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 34. Đường kính bầu 34. Cây này khá là đẹp nha anh chị. Đó. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị 1 triệu 2 ha, bao ship tặng nhà. Mã số là 355. Rồi tiếp theo. 356. 356. Đó, cây này dáng bay đẹp nha anh chị. Cốt cành có hết nha anh chị. Củ đế này. Quá trời đế luôn ha. Em đo sát củ đế ha. Hoành 31. Sát củ đế 31 lên chút. Lên tuốt trên này luôn. Hoành thân 20. Chỗ này 20. Đó. Chiều cao 72. Chị coi nè, cốt cành bay rất là đẹp. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30 anh chị ha, nhìn thân lắc nè, em quay cho anh chị coi ha. Thân lắc đây ha, lắc lượng chỗ này ha anh chị. Đó.
này nữa, xếp đóng khung cho chị nghe anh chị. Đó, cây này rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là để gửi anh chị 1 triệu thôi anh chị ơi, bao ship luôn, hữu nghị cho mình 356. Rồi tiếp theo 357. Đó, cây này bộ đế rất là đẹp luôn nè. Cụ đế nè, rồi đâu hoành nè. Cây đẹp lắm, dài cây lắm rồi nghe anh chị. Cái cây này dài cây dữ lắm, dài cây luôn. Hoành ra 32. Hoành 32. Chiều cao 61. Đường kính bầu 32. Rồi quen cái. Cây này dáng bay cũng khá là đẹp nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 1,2 triệu anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo 358. Thăng lắc lượng nha anh chị. Mấy cây này anh chị nhìn coi nè, nó già mà da nó bóng luôn ha. Cốt cành uống già hết trơn, bự hết trơn. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 71. Đường kính bầu 32. Cái này vô cái chậu đẹp nữa là Tết nó là bao bông luôn nha anh chị. Mã số 358. 358. Rồi cái này giao lưu với anh chị cũng 1,2 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 359. Cái này dáng bay đẹp nè anh chị. Đó. Có cốt bài nè ha. Nè, quay cho chị xem ha. Cốt bài rất là tuyệt vời luôn. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 47. Chiều cao 47. Đường kính bầu 31. Rồi cái này giao luôn chị 700 ngàn thôi chị, bao ship tận nhà luôn, 359. Rồi tiếp theo 360. Này dáng bài cũng đẹp lắm nè anh chị. Cây dài cây lắm đó ha. À, bông chùm nè anh chị. Với lá xoắn bông chùm, cái lá nó hơi xoắn mà bông nó chùm chùm luôn. Này dáng bay. Hoành 22. Chiều cao 64. Đường kính bầu 32. Rồi cái này giao lưu anh chị là 800 ngàn ha, bao ship tặng nhà luôn, 360. Rồi tiếp theo 361. Cái này dáng bay cũng rất là đẹp luôn nè anh chị. Bông trên nè. Hoành 26. Hoành 26. Chiều cao 61. Đường kính bầu 35. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn luôn chị, bao ship tặng nhà luôn. Đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo 362. 362. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Đường kính bầu 27. Cây cốt cành. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 750, bao ship tặng nhà cho mình luôn chị ạ. 750 ngàn, 362. Ba sáu bốn. Quanh 19. Chiều cao 77. Đường kính bầu 32. 364. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn thôi, bao ship luôn. Cây này dài cây lắm nha anh chị. Chị nhìn cái lớp da nè, đó, mà nó bóng luôn là biết cây nó dài, dữ dằn già ha. Bóng lưỡng luôn á. Quế lá sắn bông chùm. Mã số 364, cây này 700 ngàn thôi, bao ship tặng nhà cho mình. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ.
Đó. Cô tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này, nghe chú chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120 ngàn. 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự ra cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ như thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì à, nếu mà mua một một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn cho cô chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Ừ, kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị, em bao có sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150 ngàn một cây em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn cũng bao ship cho mình luôn ha, 70 ngàn một cuộn. Ừ, cuộn như thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được, cây này bao sắc bén luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh da bằng ha, bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ừ. Ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tận nhà cho mình. Giá là 390 ngàn. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Ừ. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây. Em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho chú anh chị luôn, về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là sắc bén,
em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi, em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, lô này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào à?